Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, càng những ngày lễ Tết khi mọi người được nghỉ ngơi, thì những công nhân của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên lại càng vất vả, với mong muốn làm cho đường phố sạch đẹp hơn. Qua đó góp phần đưa thành phố Hưng Yên nhiều năm liên tục được công nhận là thành phố xanh sạch đẹp. Với lịch trực Tết Nhâm Dần này, đây sẽ là cái Tết thứ 11 liên tục, thời điểm giao thừa chuyển giao năm cũ sang năm mới. Chị Ngàn vẫn làm việc như nhiều lao động khác để đảm bảo đường phố Hưng Yên luôn sạch đẹp. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho thành phố xanh sạch đẹp và trực Tết giao thừa đến lúc 2-3 giờ sáng. Nhờ sự nỗ lực và đầy trách nhiệm của mỗi người lao động ở từng bộ phận công việc, từ quét, thu gom rác trên các tuyến phố nội thành, vận chuyển và thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hưng Yên với khối lượng từ 90 đến 100 tấn một ngày đêm. Quản lý duy trì gần 40 ha công viên, vườn hoa, giải phân cách trên các tuyến đường, vận hành hệ thống chiếu sáng, thoát nước địa bàn thành phố luôn đảm bảo kịp thời và hiệu quả. Trong ngày lễ ngày Tết ấy, khi nhân dân nghỉ Tết thì toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty cũng như của đội là tập trung 100% lực lượng để thực hiện các cái công việc như dọn dẹp vệ sinh đường phố rồi trang trí vườn hoa. Thấy ngày đêm các thì vệ sinh về môi trường rất sạch sẽ. Tối năm hôm rất muộn mà thấy các chị đã quét dọn cho đường nó sạch. Là những người làm công việc thầm lặng sớm tối, khi người người nhà nhà đang sum vầy trong những ngày lễ, ngày Tết, thì họ vẫn miệt mài hàng ngày, hàng giờ trên khắp các nẻo đường, tuyến phố, vườn hoa, công viên để góp phần giữ cho thành phố Hưng Yên luôn sáng, xanh, sạch đẹp.